trắng đẹp vạn người mê với cách làm trắng da mạch bằng trứng gà. Chỉ cần dùng cách làm trắng da mạch bằng trứng gà theo công thức này, làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng rạng ngời mà không tì vết. Đã từ lâu, trứng gà được nằm trong danh sách các loại thực phẩm làm đẹp của phái đẹp. Trong số những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại, thì cách làm trắng da mạch bằng trứng gà bỏ ra công hiệu và chiếm được lòng tin của các nàng. Vậy, thay thế mỹ phẩm đắt tiền chỉ bằng trái trứng gà mà lại cho kết quả tốt đến không tưởng. Trứng gà nếu được áp dụng như các cách dưới đây sẽ cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào như ý. Lợi ích chăm sóc da của trứng gà không còn quá xa lạ. Trứng gà là món ăn dân dã nhưng lại được mọi người ưa thích, bởi trứng gà có hương vị thơm ngon mà lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Không chỉ góp mặt ở nhiều món ăn, trứng gà còn nổi tiếng với khả năng làm đẹp toàn diện. Trong đó ta phải kể đến công dụng dưỡng trắng da. Trứng gà có chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, E cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, magie, canxi, phosphor và ferrocain. Những thành phần này đều rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng tế bào cơ thể phát triển tốt và duy trì sức khỏe ổn định nhất. Đồng thời, các vitamin, khoáng chất này lại cần thiết cho việc chăm sóc làn da. Trứng gà giúp duy trì độ ẩm trên da, ngăn ngừa mụn nhọt, làm giảm vết thâm nám, lành sẹo cũng như chống lão hóa và chăm sóc da trở nên trắng hồng, mịn màng hơn. Chính vì những khả năng tuyệt vời này mà trứng gà được dùng để dưỡng da mạch, có thể thay thế những loại kem đắt tiền hay công nghệ làm trắng từ spa. Nếu như các bạn đang sử dụng chưa đủ để cho kết quả như ý, thì hãy thử trải nghiệm qua biện pháp làm trắng da mạch với trứng gà này. Chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn, vẻ đẹp làn da sẽ có sự cải thiện bất ngờ. Cách dưỡng trắng da mạch bằng trứng gà. Có khá nhiều cách làm trắng da với trứng gà mang lại hiệu quả cao. Việc kết hợp trứng gà với các loại thực phẩm khác có cùng công dụng sẽ giúp tăng gấp đôi lợi ích chăm sóc da. Dưới đây là một vài công thức dễ thực hiện cho chị em tham khảo. Trứng gà và mật ong. Mật ong nổi tiếng là thần dược, cải thiện làn da rất tốt. Nhờ vitamin B, C, E và nhiều khoáng chất khác giúp chăm sóc làn da căng mịn, hồng hào, sạch mụn, không còn thâm nám và trắng sáng rạng ngời. Kết hợp mật ong với cách làm trắng da mạch từ trứng gà là sự lựa chọn thông minh của bạn. Trứng gà cắt lấy lòng trắng rồi trộn với một muỗng mật ong và cho thêm vài giọt nước cốt chanh. Thoa đều hỗn hợp này lên da mạch và massage nhẹ nhàng. 20 phút là khoảng thời gian vừa đủ để dưỡng chất thấm sâu vào da. Sau đó bạn hãy rửa sạch lại bằng nước ấm nhé. Trứng gà và trái bơ. Trái bơ chứa hàm lượng cao chất béo tự nhiên và vitamin tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là thành phần vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa, đồng thời dưỡng da trắng mịn không tì vết. Bạn sẽ ngạc nhiên sau khi kiên trì sử dụng công thức này. Trái bơ chín lấy phần thịt rồi đem xay nhuyễn với hai cái lòng trắng trứng. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mạch. Giữ lớp mạch nạ trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Trứng gà và sữa tươi. Nhắc đến sữa tươi thì đảm bảo rằng bạn sẽ không hề nghi ngờ gì về lợi ích làm đẹp da của nó. Sữa tươi có sự góp mặt của nhiều vitamin, khoáng chất khác nhau giúp chăm sóc da đẹp hoàn hảo, vừa làm trắng da, vừa cho da mịn màng không tì vết, mà còn là liệu pháp duy trì nét đẹp thanh xuân của bạn. Cách làm trắng da mạch bằng trứng gà và sữa tươi này là sự lựa chọn hoàn hảo mà bạn nên trải nghiệm. Đánh đều một trái trứng gà và trộn chung với khoảng 2 muỗng sữa tươi không đường. Áp dụng hỗn hợp này lên da tương tự như những cách trên. Sau khi lớp mặt nạ khô đi thì hãy rửa lại với nước ấm. Chỉ bằng những loại thực phẩm dễ kiếm, chi phí rẻ, bạn có thể chăm sóc da của mình tốt hơn nhờ các cách làm trắng da mạch bằng trứng gà. Mỗi tuần 2-3 lần để cho kết quả dưỡng trắng hiệu quả nhé. Lưu ý nên rửa mặt sạch bằng nước ấm và lau khô trước khi đắp mặt nạ trắng gà lên da để đảm bảo kết quả được như ý.